lạy mẹ Maria. Khi dư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022 và cũng là chương trình lần thứ 1066 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là Đại lễ Phục Sinh. Chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban nhiều ơn lành, an bình, hạnh phúc và thịnh vượng xuống cho tất cả quý vị và gia đình. Và sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Kinh cầu lòng thương xót Chúa, bài viết bài thương ca tháng 4 và bài viết tuyệt đối trung thành với Chúa. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Ôi Thiên Chúa, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa. Mặc dù sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tin thác vào tình thương Chúa, bởi vì Chúa là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tin thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng. Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con cha, đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Bài Thương Ca Tháng Tư của tác giả Nguyễn Thị Thêm. 47 năm lá cờ không còn tung bay trên đất nước Việt Nam. 47 năm ta bỏ quê hương làm người vong quốc. 47 năm ta mòn dần niềm tin và hy vọng. 47 năm những người năm cũ về đâu? Ôi, 47 năm con cháu ta quên dần tiếng Việt. 47 năm thương đau nhuộm bạc mái đầu. Hôm nay là đầu tháng 4, 47 năm đã qua. Con gái tôi đã 47 tuổi, một người phụ nữ trung niên chưa một lần về thăm Việt Nam. Có giận con không? Tôi không biết nữa, chỉ biết thật đau trong lòng. Cây viết dường như đã hết mực, những ngón tay bấm máy run run. Chính bản thân tôi cũng ngờ vực mình không còn đủ sức để nhớ, để viết, để tri ân. Tôi biết mình không là gì cả, một hạt cát trong sa mạc, một chút bụi trong không gian, một người phụ nữ trong cơn đại hồng thủy của dân tộc. Chúng tôi là nhân chứng sống, một thế hệ sống giữa lòng chiến tranh ý thức hệ,
đàn bà là cái xương sườn của đàn ông. Khi thân thể bị đạn bom hủy diệt thì cái xương sườn cũng gãy vụn, thương tích và đau đớn mỗi khi trở trời. Thời gian trở trời cho những vết tích chiến tranh chính là đầu xuân, mỗi khi gió chuyển tháng tư về. Thật tình cờ tôi thấy tấm hình này, coi như là một tấm hình kỷ niệm. 11 vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, công hay tội lịch sử sẽ phán xét. 11 người của thời trai trẻ, bây giờ 10 người đã ra đi, chỉ còn một người còn sống, đó là Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Những con người tị nạn cộng sản trên các xứ sở tạm dung đều có chung một nỗi buồn. Có người muốn quên đi để sống an vui những ngày còn lại cuối đời. Có người trốn tránh quá khứ. Có người bật tung quá khứ để căm thù, tức giận và bùng nổ. Có người trầm ngâm để hối lỗi về sự nhu nhược của mình. Cách nào cũng đau đớn, cũng nặng quằn tâm tư một cách tội nghiệp. Người lính Mỹ tham chiến sau cuộc chiến tháng 4 năm 1975 còn tội nghiệp hơn chúng ta. Họ bị động viên đưa sang một đất nước xa lạ, nóng bức và đầy bất chắc. Họ có yêu nước không? Họ có tình nguyện dâng hiến đời họ cho đất nước Việt Nam không? Dĩ nhiên là không, bởi vì họ có biết nước Việt Nam ở chỗ nào đâu. Người Việt Nam xa xôi nào đó không hề có dây mơ rễ má gì với họ. Vậy mà họ đem cả tương lai và tuổi trẻ để sống chết vì Việt Nam. Tương lai tươi đẹp trên một đất nước giàu có, cuộc sống tiện nghi và sang cả. Bao nhiêu người mơ ước, họ xuống tàu, lên máy bay ra đi, hẹn với mẹ cha sau 3 năm nghĩa vụ thì họ sẽ về nhà. Nhưng Việt Nam không đơn giản như họ nghĩ. Cái chết rình rập họ bất cứ lúc nào. Họ tử trận trên bia đá đen tại Washington DC ghi tên họ. Họ có mãn nguyện không? Cha mẹ họ có hãnh diện không? Dĩ nhiên không ai biết. Có khi cha mẹ họ còn thành kiến với người Việt Nam nữa là khác. Bởi vì đất nước Việt Nam xa lạ kia đã vùi thay con cái họ, là nơi con họ chết một cách oan uổng, chết không tìm thấy xác, hay trở về với một quan tài. Trên chiến trường, một viên đạn bắn xẻ, hành quân bị lọt vào ổ phục kích, tan xác trong đạn pháo, máy bay bị bắn rơi. Những người lính Mỹ chết một cách bất ngờ và hoảng loạn. Họ không kịp kêu lên một tiếng, họ không kịp gọi tên người yêu, tên vợ, tên con, chào mẹ cha ở lại. Xác họ là chiến công của phía bên kia. Khi bị bắt, họ sẽ là tù binh với sự đối xử đầy man rợ và hận thù. Những người cựu chiến binh Mỹ được trở về sau cuộc chiến Việt Nam bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tin tức thời đó đã phản bội sự thật, bôi nhọ sự chiến đấu oai dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tức là bôi nhọ sự chiến đấu của đồng minh. Vì lực lượng quân đội Mỹ sát cánh hành quân với quân đội ta. Nếu những cựu chiến binh này còn sống, mỗi khi tháng tư về, họ cũng đau đớn bi phẫn như chúng ta. Một thời dĩ vãng, một thời liệt oanh, một thời giỡn mặt tử thần. Con tôi là lính Mỹ, cũng nhận lệnh đóng quân ở các nước bạn. Có người cũng đi tàu chiến hành quân bảo vệ vùng biển quốc tế. Đây là thời bình mà cũng gian nan cực khổ vô vàn. Người lính Mỹ hy sinh bản thân vì hai chữ tự do cho thế giới. Những cạnh tranh quyền lực chính trị, những mưu mô tiềm ẩn bảo vệ đảng phái, thế lực ngầm thao túng xã hội, tất cả nằm ngoài tầm với của người lính. Quân nhân tuyệt đối phải tuân lệnh cấp chỉ huy, phải thi hành mệnh lệnh trong bất cứ trường hợp nào. Viết tới đây tôi nghĩ đến những người lính Nga trên chiến trường Ukraine. Họ như là con tôi, phải tuân lệnh thượng cấp, mà người tổng chỉ huy quân đội lại là một người tham vọng tàn ác, bất chấp luật quốc tế,
người lính chỉ là con chốt thí qua sông. Họ như con ngựa bị bịt mắt, chỉ đi về hướng trước mặt, không thể có con đường nào khác. Chống đối là phản bội đất nước, bị mang tội phản quốc và cái chết nắm trong tay một cách nhục nhã. Cuộc xâm lăng của Putin đã tàn phá đất nước Ukraine. Người lính bắn hỏa tiễn, bắn pháo, cao xạ, thả bom vào nhà dân, vào bệnh viện, nhà bảo xanh, kho lương thực, rạp hát. Có phải họ cũng tàn ác như Putin không? Tôi tin chắc cũng có lúc họ run tay khi bấm cò. Bao nhiêu xác lính Nga bỏ thây tại Ukraine, bao nhiêu chiếc xe tăng bị nằm lại trên đất Ukraine như một thứ đồ phế thải, và biết bao nhiêu xác người chết không có mồ chôn phải bị quăng vào những hố sâu chôn tập thể. Những người dân Ukraine tại thành phố Mariupol phải sống dưới hầm nhiều ngày liên tục. Họ không có lương thực, thiếu nước uống, thiếu phương tiện y tế, thiếu ánh sáng, thiếu tất cả mọi thứ, chỉ chờ cái chết. Vậy mà bom vẫn dội, pháo vẫn bắn, không có hành lang nhân đạo cho người dân ra đi tìm sự sống. Nghe tin có ít nhất là 5.000 người dân và 210 trẻ em đã chết tại đây. Tội của Putin ngoài xâm lăng một nước có chủ quyền còn là tội ác diệt chủng nữa. Những ngày tháng 3, tháng 4 là của thương đau và chết chóc, của tội ác trên hành tinh này. Người Việt Nam năm 1975 gồng gánh vượt đường máu đi tản cư. Người dân Ukraine cũng chạy sang Ba Lan để tìm đường sống. Còn có bài thương ca nào đau lòng hơn thế nữa hay không? Tháng 4 mẹ bồng con di tản, đạn pháo nổ vang mẹ lìa đời. Mẹ chết tay bồng con thoi thóp, chiến tranh bi thảm Việt Nam ơi. Tháng 3 bom nổ khắp Ukraine, thành phố nhà dân đều tan tành, đoàn người tị nạn rời tổ quốc, thế giới chung tay chống chiến tranh. Này Kharkiv, Sumy, Kherson, này cảnh tan hoang Mariupol, dưới hầm dân chết vì đói khát, Ukraine tử thủ vì nước non. Xin đừng so sánh Việt Nam và Ukraine trong cuộc chiến. Hãy nhìn một cách công tâm để đánh giá và phê phán. Ukraine là một nước mà người dân ngoi lên từ ngục tù cộng sản. Những vết hằn bóc lột, tham nhũng, đảng trị, trả thù, áp bức và đói khát đã làm cho người dân Ukraine một bài học xương máu. Tổng thống Zelensky đã thấy, đã sống và đã thề cùng người dân Ukraine xây dựng lại cuộc sống tươi đẹp bằng chế độ tự do, nền tự do dân chủ và chủ trương gia nhập khối NATO của người dân Ukraine khiến cho Nga lo sợ và ra tay xâm lược. Cuộc chiến không cân sức, nước lớn tiêu diệt nước bé trong thời đại toàn cầu khiến cho cả thế giới phẫn nộ. Nước Việt Nam ta anh em biến thành kẻ thù. Người dân miền Bắc đói khổ đi giải phóng miền Nam giàu có trù phú. Một lực lượng nằm vùng bí mật gài lại ẩn náu hoạt động tại miền Nam. Cho nên trong dân chúng không thể phân biệt ai là Việt Cộng, ai là quốc gia. Trên chiến trường Bắc Việt được tiếp tế vũ khí chiến tranh của khối Cộng sản Tàu và Nga, danh nghĩa giải phóng miền Nam của mặt trận chỉ là hình thức để qua mặt quốc tế. Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ cắt viện trợ và rút binh về nước. Trong nội bộ của chính quyền, tướng lãnh trong quân đội có một số lớn Việt Cộng nằm vùng. Họ đã có kế hoạch đầu hàng, uy hiếp bắt Tổng thống phải từ chức. Lệnh bỏ ngỏ chiến trường phát ra ngay từ Bộ Tổng Tham mưu. Ai có thể đương đầu chống lại cuộc chiến trăm phần thất bại này? Đừng so sánh Tổng thống Zelensky với Tổng thống Thiệu. Việt Nam không là gì cả với thế giới. Người dân Mỹ đã quá mệt mỏi và đau thương vì cuộc chiến Việt Nam. Họ mất mát tiền bạc lẫn sinh mạng trên chiến trường này quá nhiều. Những người mẹ đòi con mình trở về an toàn. Nước Mỹ đang ở bên bờ vực phải chọn, và họ đã lựa chọn là một người bạn thất hứa.
họ đã sai khi bỏ rơi Việt Nam và đánh thức con rồng ngủ quên tàu cộng, để bây giờ hối tiếc muộn màng. Tổng thống Thiệu bị ép phải lên máy bay cấp tốc rời khỏi Việt Nam, ông không thể có chọn lựa nào khác. Ukraine có chính nghĩa là một nước có chủ quyền, cả thế giới đều công nhận. Tổng thống Zelensky đã tâm lý đi đúng con đường chính trị là kêu gọi lương tri thế giới. Bằng trái tim yêu nước, bằng sự quyết tâm của toàn dân Ukraine, ông đã có những bài phát biểu và kêu gọi sự giúp đỡ thành công. Ông đánh thức cả châu Âu, NATO và Mỹ về sự tàn bạo và tham vọng của Putin. Châu Âu giúp Ukraine cũng là tự cứu lấy mình sau này. Sau lưng ông ta, toàn dân Ukraine quyết hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước làm hậu thuẫn. Sự tàn khốc trên đất nước Ukraine càng tăng thêm lý do để quốc tế giúp đỡ khí giới và áp lực chính trị lên Nga. Ngay cả người dân Nga cũng lên tiếng bênh vực Ukraine, chống lại cuộc xâm lược của Putin. Tin tức mới nhất là người Ukraine đang trên đà phản công, đẩy lui quân Nga, giành lại những vùng đất bị Nga lấn chiếm. Một nơi tại thị trấn Bucha đã bày ra một cảnh tượng kinh hoàng. Mỗi bước đi trên đường đều có xác chết của người dân. Những hố chôn tập thể vùi xác đàn bà trẻ con một cách kinh hoàng. Họ bị bắn sau ót, trước trán, chứng tỏ bắn với cự ly gần. Sự kinh sợ hoảng loạn đó tội cho họ biết bao. Tổng thống Zelensky đã lên tiếng với công luận thế giới và hỏi tại sao. Tại sao lính Nga có thể ra tay với người dân vô tội? Họ từng là bạn láng giềng, thân thích, nói tiếng Nga và cùng chung văn hóa. Có những người phụ nữ bị giết với thân thể trần truồng sau khi bị hiếp. Những người dân thường mở to mắt hoảng loạn. Những trẻ em bị trói và bị giết một cách thương tâm. Thế giới gọi đây là hành động diệt chủng. Tòa án quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu đã vào cuộc điều tra. Rồi thì sao? Mỗi ngày đạn bom Nga vẫn cày xéo trên đất nước tội nghiệp này. Các trận pháo vẫn ồ ạt rội trên thành phố, làng mạc. Không chiếm được Ukraine thì Putin vẫn chưa ngừng tay. Tại sao cả thế giới chịu thua một tên khát máu như Putin? Đợi khi nào thế giới mới đem hòa bình lại cho Ukraine? Đợi khi nào người dân Ukraine mới có thể thấy ánh sáng tự do và mặt trời công lý? Có một điều, cảnh tàn ác tại Bucha rất giống Việt Nam, đó là Tết Mậu Thân năm 1968. Cộng quân chiếm thành phố Huế và lùa dân đi bắn bỏ. Họ tàn sát dã man kinh hoàng. Những hố bom tập thể vùi xác biết bao nhiêu người dân vô tội. Khăn tang cho Huế trắng cả xứ thần kinh. Vậy mà cái ác vẫn chiến thắng, quốc tế làm ngơ, và cộng sản vẫn chiếm trọn đất nước Việt Nam. Những kẻ từng giết người vẫn sống nhởn nhơ và hoanh hoang với thành tích của mình. Vâng, tháng 4 năm nay thế giới lại thưởng thức một bài thương ca bi thống. Khi phát biểu trong buổi lễ âm nhạc Grammy, Tổng thống Zelensky đã nói những lời tâm huyết đại ý như sau. Đối nghịch của âm nhạc là sự tàn khốc của chiến tranh. Bom đạn đã tiêu hủy sinh mạng con người. Những người mẹ của chúng tôi thức dậy ở dưới hầm, mở mắt ra vẫn còn thấy con cái mình, là một ngày hạnh phúc vì họ vẫn còn sống. Ca sĩ, nhạc sĩ của chúng tôi bây giờ không mặc đồ vest mà mặc đồ chống đạn. Họ hát cho những thương binh để thoa dịu những vết thương do kẻ thù gây ra. Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng những gì các bạn có thể và có thể làm được. Nhưng tuyệt đối xin các bạn đừng im lặng mà hãy nói lên sự thật để giúp người dân Ukraine chống lại kẻ thù. Như thế đó, chúng ta không nên im lặng. Hãy nhìn cuộc chiến tại Ukraine để có một lập trường chính xác và công bằng. Cái ác phải trả giá và hãy đưa bàn tay ra giúp đỡ người dân Ukraine trong khả năng của mình. Bài thương ca không vang lên từ ban nhạc
và vang lên từ trái tim của mỗi con người. Khi ta hạnh phúc và có nụ cười, người Ukraine máu hòa chung nước mắt, pháo tung xác cha nhảy nhụa trên mặt đất, đứa con ngây thơ vẫn tị nạn xứ người. Ác độc bạo tàn chết chóc Ukraine ơi, tháng tư tiếng khóc vang lên chấn động, cho Việt Nam, Ukraine bi thống. Hãy lên tiếng chống hành động giết người và hãy cầu nguyện hòa bình cho thế giới an vui. Tác giả Nguyễn Thị Thêm. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Tuyệt đối trung thành, tiểu đoàn dưới quyền chỉ huy của thiếu tá quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha và Đông Rodin đã bị quân đối phương bao vây đã 9 tháng ròng rã. Do vậy các binh lính phải chịu quá nhiều tổn thất hiểm nguy, lại thêm những thiếu thốn lương thực khiến cho họ đâm ra quẫn trí, âm mưu chống lại vị chỉ huy. Tất cả có 13 người nổi loạn do một viên trung úy cầm đầu. Mọi cái đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn giờ đúng 9 giờ tối ngày 23 tháng 9 năm 1825 là bùng nổ. Tuy nhiên, trước đó mấy giờ, thiếu tá Đông Rodin đã phát hiện được một âm mưu của phe nổi loạn. Ông cho lệnh bắt tất cả, đưa vào tra tấn và hỏi cung, nhưng không một ai chịu hé răng khai thêm đồng bọn nào khác ngoài việc cho biết giờ họ đã quyết định hành động. Đông Rodin tức giận đã ra lệnh xử bắn 13 tội phạm cũng đúng vào lúc 9 giờ tối hôm ấy. Dù vậy, Đông Rodin vẫn chưa thấy yên lòng. Ông cho người cấp tốc đi mời cha Piero Maria Luz, vốn là linh mục tuyên úy của tiểu đoàn. Cuộc chất vấn bắt đầu. Thưa cha, 13 tên phản bội định nổi loạn đều bị xử tử đúng 9 giờ tối hôm nay. Tôi có hay tin, khi ấy tôi đã đến nhà nguyện để khẩn cầu Thiên Chúa cứu vớt linh hồn của họ. Viên sĩ quan chỉ huy nheo nheo mắt, có vẻ châm biếm, dường như cha quá chú ý quan tâm đến họ thì phải, vì đó là bổn phận của một linh mục như tôi. Sẵn đây tôi cũng xin cảm ơn thiếu tá đã để tôi được giúp họ xét mình chu đáo và lãnh nhận bí tích hòa giải trước khi chết. Thưa cha, chắc hẳn bọn chúng đã thú nhận tất cả với cha khi xưng tội, đã kể hết với cha những mưu mô dự định của họ. Vậy nhân danh Hoàng đế Tây Ban Nha, tôi yêu cầu cha hãy nói lại tất cả cho tôi những gì mà bọn chúng đã thú nhận trong tòa hòa giải. Xin cha đừng bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Cha Piero vẫn bình thản, nhỏ nhẹ trả lời: Thưa thiếu tá chỉ huy trưởng, rất tiếc là tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của thiếu tá. Không khi nào tôi lại hé lộ một điều gì mà những người đến xưng tội đã nói với tôi trong tòa hòa giải. Cho dẫu hoàng đế có truyền cho tôi đi nữa, tôi cũng phải dứt khoát từ chối. Chính nghĩa vụ của một linh mục buộc tôi phải làm như vậy. Mong thiếu tá bỏ qua. Thiếu tá Đông Rodin nghe vậy thì tức giận, sấn tới gắt gỏng: Cha nên biết, sở dĩ tôi tận tâm lo toan công việc này, tất cả chỉ vì lòng yêu mến và trung thành đối với Hoàng đế và Tổ quốc Tây Ban Nha của chúng ta đó thôi. Tôi bắt buộc cha phải thuật lại hết, nếu không cha sẽ phải trả giá đắt đấy. Cha có hiểu không? Nếu Thiên Chúa muốn tôi chết vì nghĩa vụ linh mục, tôi xin ngợi khen thánh ý của người. Còn như làm điều thiếu tá đòi buộc thì quả thật là tôi không thể. Viên sĩ quan đập bàn quát lớn: Này ông linh mục ngoan cố, biết âm mưu của kẻ phản bội mà không chịu tố giác, đó chính là đồng lõa, là tòng phạm. Vì thế ông cũng là một kẻ phản bội Hoàng đế và Tổ quốc. Không, tôi vẫn luôn trung thành với Hoàng đế và Tổ quốc. Thế nhưng không ai có quyền bắt tôi phản bội Thiên Chúa. Đến đây thì Đông Rodin không kềm nổi nữa, ông ta hung hăng chạy ra mở cửa phòng
gọi viên chỉ huy phó của mình. Đại úy chỉ huy phó đâu rồi? Hãy ra lệnh cho 4 binh sĩ trung đội xử bắn, mang súng đạn đầy đủ đến đây cho tôi ngay. Chỉ mấy phút sau, đội lính đã sẵn sàng tuân lệnh. Đồng Rodin truyền cho họ điều tra Pero ra pháp trường, nơi vừa xử bắn 13 kẻ nổi loạn, xác vẫn còn để nguyên ở đấy. Tới nơi, Đồng Rodin quát bảo cha phải quỳ xuống, nhưng cha Pero vẫn giữ giọng nói chậm rãi: "Xin hãy để tôi đứng mà chịu bắn. Tôi không phải là một kẻ có tội. Hơn nữa, tôi chỉ quỳ gối trước mặt Thiên Chúa là Chúa của tôi mà thôi." Dứt lời, cha chắp tay ngước mắt lên bầu trời đêm và thầm thì cầu nguyện với Chúa một cách sốt sắng. Trong lúc đó, thiếu tá Đông Rodin hô khẩu lệnh cho 4 người lính nâng súng lên, rồi quay lại nói với ngài: "Cha Pero, một lần cuối cùng, tôi yêu cầu cha nói lại tất cả những gì bọn phản loạn đã nói với cha khi xưng tội. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, bằng không, cha sẽ phải chết tức khắc như một tên tội phạm." Vị linh mục già vẫn thinh lặng cầu nguyện, nhưng không hề biết những họng súng đang sẵn sàng nhả đạn về phía mình. Tiếng viên thiếu tá vang lên trong đêm: "Nhân danh Hoàng đế và Tổ quốc Tây Ban Nha, tôi ra lệnh cho cha phải nói cho tôi biết những gì cha đã nghe." Cuối cùng thì cha Pero cũng đã lên tiếng, dõng dạc và cương quyết không chịu khuất phục: "Nhân danh Thiên Chúa, tôi tuyên bố từ chối đề nghị của thiếu tá. Đó có phải là lời nói sau hết của cha không?" "Phải, cha nhất định không chịu khai gì ư?" "Phải, cha không còn gì hối hận nữa chứ?" "Phải." Viên thiếu tá chỉ huy chợt như thấy bản thân khiếp sợ, run rẩy trước sức mạnh, tinh thần và dáng đứng vừa can trường lại vừa khiêm tốn của vị linh mục già. Đồng Rodin phải dùng hết sức mình quát lên: "Bắn!" Vừa dứt lời, 4 họng súng đồng loạt nhả đạn và cha Pero quỵ xuống, trên tay vẫn còn chắp lại, giữ chặt sâu chuỗi mân côi. Lúc đó là đúng 10 giờ đêm ngày 23 tháng 9 năm 1825, kể lại theo cha Nguyễn Ngọc Rao, OP, trích từ tập Linh Mục Người Là Ai. Lời nguyện: tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con, tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con, tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con, tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên thiên quốc, tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi, tạ ơn Cha vì tất cả. Amen. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.